Sông Răng bắt nguồn từ dãy núi Pù Mát, nằm sát biên giới Việt-Lào, trải qua ba huyện Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương của tỉnh Nghệ An. Con sông như một hệ thống thủy văn, thực hiện chức năng tưới tiêu cho các cánh đồng, đảm bảo nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày cho người dân vùng cao. Nhưng cũng chính con sông này, vào mùa mưa lũ, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao, gây chia cắt các bản làng. Việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp. Nước xiết, lũ dữ, sinh mạng, tài sản của con người có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Đó là nỗi ám ảnh khiếp sợ của bà con nơi đây trước mỗi mùa mưa lũ. Với phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngay từ những ngày đầu mùa mưa, các địa phương ở vùng thượng nguồn sông Răng đã chủ động xây dựng các phương án phòng tránh và ứng phó với thiên tai. Việc bốn tại chỗ, thứ nhất là về vấn đề chỉ huy tại chỗ. Thì ngay trong cái tổng kết thì chúng tôi cũng đã tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ huy cấp huyện và chỉ đạo các xã là có cái thành lập cái ban thực hiện cái này. Thứ hai nữa là về cái lực lượng tại chỗ thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch hiệp đồng huy động lực lượng và thống nhất chỉ huy lực lượng là các cơ quan chức năng ví dụ như là quân sự để chỉ huy thống nhất về lực lượng khi mà xảy ra những cái sự cố. Còn về phương tiện và vật tư tại chỗ thì những cái này chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch rất cụ thể giao cho từng xã, từng đơn vị có kế hoạch để mà khi xảy ra những cái sự cố thì đều chủ động có lực lượng, phương tiện để tham gia ứng cứu kịp thời. Còn về cái hậu cần thì chúng tôi đã bố trí cái nguồn kinh phí đảm bảo để khi có những cái tình huống xảy ra, đặc biệt là cái nguồn dự phòng ngân sách, lúc nào chúng tôi cũng có cái tính toán làm sao là có một cái nguồn lực để phục vụ cái vấn đề này. Trong những năm gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản, chặt phá rừng bừa bãi đã làm cho rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị thu hẹp, thảm thực vật bị suy kiệt, làm tăng tốc độ dòng chảy mặt nước, cùng với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn đến tình hình thiên tai của các huyện miền núi ở Nghệ An ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là mưa lớn, lũ kéo dài. Năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 đợt lốc xoáy, dông sét. Lượng mưa trên các huyện miền núi đạt cao so với trung bình nhiều năm từ 77 đến 95%. Huyện Con Cuông có 11 trên 13 xã, thị trấn bị ngập lụt. Có 8 ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Thiệt hại về hoa màu, cây trồng nông nghiệp trên địa bàn hơn 560 hectare. Đường giao thông bị sạt lở trên 40 km. Lũ đã cuốn trôi 19 đập tạm bỡ, 13 đập kiên cố bị hỏng, kênh mương bê tông bị sạt 1.200 mét. Ước tính thiệt hại ban đầu do lũ lụt gây ra đối với toàn huyện gần 20 tỷ đồng. Ảnh hưởng nặng nhất là 5 xã Bình Chuẩn, Mậu Đức, Thạch Ngàn, Đôn Phục và Môn Sơn. Con đường nhựa vào xã Môn Sơn bị lũ cắt đứt, giao thông và mọi con đường tiếp cận với xã này bị tê liệt. Riêng ở Môn Sơn là một cái xã là vùng sâu vùng xa, trong đó là có đến các cái mùa mưa lũ là tách ra thành ba cái vùng, dân số thì đông, do vậy là chúng tôi phải xây dựng các cái phương án rất cụ thể
và được phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện để mà triển khai. Trong đó là chủ động là coi như là trước hết là cái phương án 4 tại chỗ về hậu cần, về phương tiện, về chỉ huy, về là lực lượng là coi như là chúng tôi đã coi như là chuẩn bị là sẵn sàng. Khi là coi là cả cái tình huống xảy ra là chúng tôi là coi là đều là coi như là có lực lượng là trực 24/24 và phân công rất cụ thể, đặc biệt là coi là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phân công các cái tuyến, các cái điểm để mà trực, để mà chỉ huy, để đảm bảo là cho dân đi lại. Thậm chí nếu lụt quá to chúng tôi sẽ coi ra lệnh đình chỉ, không cho là coi là người dân đi lại. Xã Môn Sơn có địa hình lòng trào cao dần về hai phía đông bắc và tây nam, có các đỉnh núi cao bao bọc xung quanh, đỉnh núi cao nhất chưa đến 1.000 mét, thấp dần về phía sông Răng, bị chia cắt phức tạp, tạo thành nhiều khe suối và đồi núi. Là xã biên giới, có 14 thôn bản, chủ yếu là địa bàn cư trú của dân tộc Thái và Đan Lai. Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi và đời sống của bà con, nhất là bà con dân tộc. Dòng khe Mọi này bắt nguồn từ bản Mọi của xã Lục Dạ, đi qua 5 bản của xã Môn Sơn, từ khe Ló, Làng Xiềng, Làng Căng, Tân Sơn và kết thúc ở bản Cửa Rào, rồi hợp nhất với dòng sông Răng. Con sông này cũng đi qua 9 bản còn lại của xã. Vào mùa mưa lũ, mực nước lên cao, lưu lượng nước mạnh, chảy xiết, chiều rộng lớn nên hai bên bờ thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở và thay đổi dòng. Hàng năm, cứ vào mùa mưa lũ, hàng chục hecta đất sản xuất nông nghiệp đã bị nước cuốn trôi, chỉ còn trơ lại sỏi và đá. Riêng bản Làng Căng, trước đây có đến 40 hecta đất sản xuất nông nghiệp, bây giờ chỉ còn lại 18 hecta. Vào hàng năm là chủ yếu là tháng 8, tháng 9 hàng năm và tháng 3 đầu năm thì diễn ra là cái nước khe Mọi là thường thường là bị lụt. Mà cái đất của Làng Căng trước đây rất nhiều, 40 hecta mà hiện nay chỉ còn là 18 hecta do cái sạt lở. Mưa lũ hàng năm lại sạt lở. Nên vừa qua thì năm 2014 và năm 2015 thì được sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền các cấp thì chi bộ và thôn bản Làng Căng chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời thì kêu gọi đầu tư của các hộ dân để mà góp tiền và nặn cái dòng chảy khe Mọi để làm sao đó nó hạn chế cái phần sạt lở đất ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân. Thì trong 2015 đại nay đã nặn dòng mà không biết là cái tồn tại được bao lâu thì cũng chưa nhận định nổi. Nhưng mà cái gì đó mình có thể làm được thì nhân dân đã quyết tâm cùng với chính quyền, cùng với là cấp ủy, ban thôn để mà nặn cái dòng chảy để hạn chế phần nào. Thì đây là cái nguyện vọng của toàn dân. Chuyển hướng dòng chảy, không sạt lở đến phần đất sản xuất nông nghiệp của người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhân dân tập trung nhân lực và nguồn lực vào công tác nắn dòng chảy, chống sạt lở ven bờ khe Mọi tại bản Khe Ló và Làng Căng, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, tức là đào một dòng khe tự tạo, sau đó dùng đá và sỏi có sẵn ở bờ sông cho vào rọ để kè bờ. Nhưng để hoàn thành dòng khe hơn 5 km này, bà con phải thuê máy móc, phương tiện, chi phí thực hiện nằm ngoài khả năng của người nông dân vùng cao, bởi thu nhập chính của họ chỉ phụ thuộc vào nương rẫy, nên chính quyền địa phương phải chủ động đi xin hỗ trợ nguồn lực, phương tiện máy xúc, các vật tư đá hộc, dọ thép.
cái sọt này là mình lấy được hết là cái trụ thì có mét, chặn mét mình chẻ ra, mình chẻ nhỏ ra, vậy là những cái thanh cọc một là mình đan vòng lại, mình đóng vòng lại, rồi có cái nứa, cái mét thì mình làm cái cọc, cái nứa thì mình để làm cái nán để mà đan xoay vòng lại để mình đưa về mình đặt sát chồng nhau thành hai hàng. Rồi cái hàng đầu đặt sát trong nhau, hàng thứ hai thì ta mình đặt ngăn chéo để nhằm cái mục đích ngăn chặn gọi nước lũ xoáy vào thì có kiểu có cái trụ ấy, vậy trong đó là có mình phải bỏ đá bỏ cát vào trong ấy, nhưng mà cái đó cũng tạm thời, không phải là để mình ngăn chặn hạn chế được cố định, cái đó mình tạm thời để chặn cái nước lũ để phải xóa mòn. Cũng như bao gia đình khác ở bản làng Căng, nhìn mảnh đất sản xuất của gia đình mình đang mất dần sau mỗi mùa mưa lũ, vợ chồng anh Nhã, chị Hà không khỏi ngậm ngùi lo lắng. Anh bảo, trước đây đất sản xuất của gia đình anh sang tận dòng khe bên kia, nhưng mỗi năm nước lũ lấy đi một ít, bây giờ chỉ còn bấy nhiêu thôi. Rồi đây gia đình anh chị biết lấy đất đâu để cày cấy, sản xuất. Không chịu khuất phục trước sự hung dữ của dòng nước, được sự động viên, giúp đỡ, tư vấn hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh chị cùng bà con thôn bản chung tay góp sức vào công cuộc chống sạt lở để bảo vệ bờ vùng, bờ thửa của nhà mình. Về cái phòng chống lụt bão của cái vùng sáu vùng xã này thì nói chung là họ đi chuẩn bị ra, cứ nghe thời tiết đến đó, là họ cứ đề phòng nói chúng là trước tiên là cứ thông báo tuyên truyền trên loa đài để cho dân phòng trực. Thứ nhất là không cho là dân này đi ra, đi nói chúng là đi quá đồng thì toàn bộ là cánh đồng là ở bên này, cho nên là dân là phải dừng lại, cho dù là thu hoạch nữa, đến khi thu hoạch mùa thì là nhiều khi là mất mùa trắng, là không kịp để mà thu hoạch, vì là cái bão lụt niên về tháng 3 là tháng 4, có năm là tháng 4 là có lụt rồi. Như năm nay thì chưa thấy, nhưng mà mỗi năm đã có rồi, cho nên là mới đề phòng cái lở sạt lở nhé. Nếu mà mình không ngăn chặn tạm thời này, cái những xoáy mòn là lấy đi cái đất sản xuất của bà con cái xã viên là rất nhiều. Với cái khu vực này, thậm chí là cái khu vực này ngày xưa thì là đang ở ngoài này. Đấy, cái dòng nước ngày xưa đang chảy bên kia, nhưng mà càng ngày nó càng xoáy mòn vào thì là mình ngăn chặn tạm thời, đó vẫn đỡ được cái xoáy mòn của cái đất đai diện tích của bà con ở đây. Những chiếc cầu gỗ được làm tạm sau mỗi mùa mưa lũ là cầu nối duy nhất để người dân ở các thôn bản vượt sông Răng, vượt khe Mọi, đi đến trung tâm xã và giao thương với bên ngoài. Lũ về, cầu gỗ bị cuốn trôi, người dân lại kết bè mảng, dùng thuyền ba lá để vượt sông qua khe. Có những hôm lũ về bất ngờ, hoặc vào đêm tối, cầu tràn lúc tăm, lúc đi ra thì chưa thấy gì, nhưng lúc về thì nước đã dâng lên cao. Nước chảy mạnh và xiết, nhiều người đã bị nước cuốn trôi, cả người lẫn xe. Người biết bơi thì thoát nạn, rồi thuê người tìm xe, còn người không biết bơi thì đành phó mặc cho số phận. Hàng năm vào mùa mưa lũ, những hộ dân ở phía hữu ngạn đều bị cô lập. Có những năm thời gian bị cô lập kéo dài cả tuần, họ phải nương tựa vào nhau để sống. Có năm vì hết lương thực, không chịu được cái đói, có người đã vượt sông Răng sang bờ bên kia tìm cái ăn và bị nước cuốn trôi. Những ngày mưa lũ lớn là
Mình vừa đi qua bên này là chứa nước lợn, khi về nước đã lợn lên thì về em không biết được đi qua, rửa là cả người cả xe đi qua này là mưa nó lợn là nước nó chảy, nước nó tràn qua bên này là nó chảy là cuộn theo xe và người. Và khi đấy là máy em đã biết bơi và bơi được vào bờ, con xe thì em còn nhờ về để nhờ mọi người đến lăn để lạy cho hộ. Và máy là người nó an toàn và biết bơi, còn không thì cũng biết có những người không biết bơi thì cũng phải đi lăn, người cũng vất vả đi đường này nếu mà lụt lụt ấy. Đây là con đường độc đạo men theo dòng sông Răng để vào bản Làng Yên. Chỉ mới qua mấy cơn mưa đầu mùa của tháng 3 mà đã trơn trượt, lầy lội, bùn đất nhão nhoẹt. Vào mùa mưa, con đường này chỉ có thể đi bộ. Các phương tiện giao thông đều bất lực trước nó. Mọi hoạt động giao thương của người dân trong bản với bên ngoài rất khó khăn, gần như là bị ngưng trệ. Việc thực hiện các cái giải pháp trong vấn đề phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ. Thứ nhất là chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là ở các cái những người dân mà sống ở các cái dọc khe suối, để làm sao họ nhận thức đầy đủ về cái mối nguy hiểm của lũ ống, lũ quét rồi là lốc xoáy khi mà xảy ra những cái hiện tượng này. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ. Hàng năm trước mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huy động nhân dân nạo vét kênh mương, phát quang hai bên các đập tràn, cửa phai, đập thượng hạ lưu, đảm bảo không có rác thải trên các khe, mương, phai. Đồng thời kêu gọi nhân dân sinh sống và có đất sản xuất nông nghiệp ở bên khe suối đắp bờ, đóng cọc tre, trồng tre, đặt bao tải cát đá cuội để bảo vệ bờ thửa và chống sạt lở đất khi có mưa lũ xảy ra. Với chủ trương chủ động phòng tránh là chính, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước khi có thiên tai xảy ra, chính quyền xã Môn Sơn đã tuyên truyền đến tận từng người dân, thôn bản nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống, né tránh và giảm nhẹ thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh tế xã hội không bị đình trệ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tại những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, ban quản lý các thôn bản đánh giá lại hiện trạng các công trình, báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã để xây dựng các phương án phòng chống thiên tai phù hợp đến từng bản làng. Từ đó xây dựng phương án trực tại chỗ, đồng thời di rời dân và tài sản trước khi có dự báo của các thông tin đại chúng. Với cái đặc thù của thôn bản Lăng Căng thì địa hình nó không được bằng phẳng, nó có cái độ dốc nhiều, cho nên là về mưa mưa lũ thì cái nước tràn về rất là nhanh. Khi có mưa lũ về thì thường ở ủy ban huyện, ủy ban xã là hay có công văn chỉ thị chỉ đạo cho thôn bản là quán triệt phương châm 4 tại chỗ. Ở thôn bản thì chúng tôi là họp tuyên truyền nhân dân trong những ngày mưa lũ là nhất quyết không được đi ra sông suối, đi vượt củi, đi bắt cá. Và tuyên truyền phổ biến cho dân là tìm cách là phòng chống néo các đồ vật tài sản trong gia đình để không phải bị thiệt hại trong những ngày mưa lũ.
khi có thiên tai xảy ra, triển khai ngay các phương án xây dựng, chỉ đạo việc tổ chức, trực ban, bố trí các thủ trưởng cơ quan đơn vị thường trực khi xuất hiện mưa lớn để xử lý các tình huống xảy ra, chỉ đạo nhân dân sống trong vùng bị ảnh hưởng, củng cố nhà cửa, kê gác lương thực. Tuyệt đối không được chủ quan trong thời gian mưa lũ, chủ động tránh tình trạng bị chia cắt, đồng thời xây dựng phương án chủ động dự trữ lương thực, nước uống, đèn dầu thắp sáng tối thiểu trong vòng 10 ngày, nhất là trong thời gian sơ tán. Tuyên truyền nhắc nhở nhân dân tuyệt đối không được chủ quan trong thời gian mưa lũ, nhất là đối với các trường học. Cấm người và phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng chảy xiết. Nghiêm cấm các hoạt động trên sông suối trong thời gian mưa lũ lớn. Thành lập bộ phận cứu hộ cứu nạn, lực lượng xung kích, y tế, an ninh tại chỗ. Cử người theo dõi tình hình mưa lũ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Lực lượng dân quân tự vệ tiến hành cắm biển báo ở các vị trí đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra lũ cuốn trôi trên các đập tràn, cầu đi bộ qua vùng dân sinh, khẩn trương khắc phục lại hiện trạng giao thông trên các tuyến đường bị sạt lở để nhân dân đi lại được an toàn. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến mưa bão và chỉ thị công điện khẩn của các cấp trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai. Thông báo trên loa truyền thanh để bà con nhân dân biết chủ động ứng phó với tình huống nguy hiểm. Chúng tôi là lực lượng nòng cốt của xã, nên là lúc có bão lụt xảy ra sự cố, ví dụ những cái chỗ nào người dân qua lại không có cầu đi, là chúng tôi là luôn sẵn sàng để mà cùng dân làm cái cầu hoặc là làm một cái bè hoặc cái đò gì đó để là nhân dân đi qua lại, vì khu vực là khu vực biên giới cho nên là đường xã là sông suối là nó rất khó khăn, cho nên là chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng để mà giúp dân. Vì vấn đề là trong công tác là làm giúp dân, chúng tôi cũng luôn ví dụ như các thôn bản nếu có khó khăn thì chúng tôi luôn luôn đến giúp, ví dụ như làm các công trình, ví dụ như là hội trường nó bị bão lụt, nó bị sập và các thứ, chúng tôi luôn có mặt để mà giúp dân. Lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 7 đồng chí. Đây là lực lượng nòng cốt, luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Khi lũ lớn, đây cũng là lực lượng cắm bản tại những vùng sung yếu, nguy hiểm để giúp nhân dân thu hoạch vụ mùa, làm cầu, bè mảng, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, sửa sang nhà cửa sau bão lũ. Việc chủ động phòng chống và giảm thiểu thấp nhất những hậu quả do thiên tai gây ra đối với người dân ở vùng thượng nguồn sông Giang này, phần lớn dựa vào kinh nghiệm sống chung với lũ, đặc biệt là sử dụng những vật tư tại chỗ như chè nứa, mét, kết thành bè mảng để di chuyển. Họ luôn tự học cách để bảo vệ mình. Khi cần thiết, những phương tiện mưu sinh hàng ngày cũng có thể trở thành phương tiện chạy lũ, bảo vệ tài sản và tính mạng cho chính gia đình mình. Thank you.
những đứa trẻ này ngay từ lúc còn bé đã được bố mẹ trang bị cho kiến thức về nước lũ, dạy cho chúng biết bơi để những lúc gặp lũ lớn về bất ngờ, dù đang ở nhà hay trên đường đi học, chúng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình thoát khỏi nguy hiểm. Cháu biết bơi từ năm 10 tuổi để phòng thân khi có lũ lớn. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, để phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt ở những vùng thường xuyên có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thì các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể có liên quan và cả cộng đồng người dân phải chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó một cách kịp thời, tích cực khi cần thiết. Bởi vậy, hàng năm vào đầu mùa mưa, địa phương này đã xác định rõ nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Các ngành các cấp phải tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trọng tâm, đồng thời là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên trong kế hoạch công tác của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra. Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, xây dựng các chương trình giáo dục cộng đồng, tuyên truyền, tập huấn qua nhà trường, phương tiện truyền thông về nguyên nhân, nguy cơ tác hại của thiên tai để chủ động phòng tránh, không để mưa lũ làm tổn thất nặng nề đến cuộc sống của người dân. Xây dựng được là ba cái cầu treo, hiện tại bây giờ đang một cái cầu đang dở dang, thì hiện tại là coi như dân chúng tôi là rất thuận tiện, mưa lụt là vẫn đi lại bình thường. Từ trường hợp là quá lớn là chúng tôi phải ra lệnh đình chỉ. Năm 2014, Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải triển khai đề án đầu tư xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông cho vùng dân tộc thiểu số. Người dân Môn Sơn cũng được ưu tiên hỗ trợ xây dựng hai cầu treo dân sinh tại bản Thái Sơn và Làng Yên. Những cây cầu này được làm bằng chất liệu thép, mặt cầu bằng thép nhám, có chiều rộng 2 mét và được thiết kế sử dụng cho người đi bộ, xe gắn máy, xe đạp và các phương tiện thô sơ khác đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của bà con nhân dân. Đây là sự quan tâm của nhà nước tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, đảm bảo đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy sự giao lưu và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giờ chắc là có cầu treo đến kia rồi thì mọi người sẽ đi ở trên kia nhiều hơn. Và dưới này thì thỉnh thoảng mọi người mới đi qua nữa. Trong đợt lũ lụt này đi thì cũng sẽ không gặp tai nạn nữa. Giờ đây, khi chiếc cầu treo dân sinh được đưa vào sử dụng, đến mùa thu hoạch, thời gian vận chuyển nông sản về nhà được rút ngắn. Việc vận chuyển nông sản đã trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn. Người dân không phải gánh bộ, lội qua hay kết bè để vượt suối nữa. Nông sản hoa màu, an toàn, không bị rơi rớt hoặc thấm nước khi qua sông suối. Những chiếc cầu treo mới đã đem đến niềm vui cho bà con Môn Sơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho người dân trong mùa mưa lũ.